Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nguồn có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí xử lý chất thải, đặc biệt là sẽ góp phần giải quyết tình trạng khó khăn về bãi chứa rác tập trung mà nhiều địa phương hiện nay đang gặp phải. Thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai thí điểm mô hình 5 có 3 sạch, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong việc phân loại và xử lý rác tại nguồn. Hiện xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm có 8 câu lạc bộ gia đình 503 sạch do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sáng lập. Những câu lạc bộ này, ngoài việc đóng vai trò làm điểm trong việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm, trồng hoa tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, còn đóng góp tích cực vào việc chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Đặc biệt, mô hình lò đốt rác tại hộ gia đình dù mới được triển khai thí điểm tại một trong 8 ấp, nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Khi không chỉ có chị em hội viên phụ nữ được chọn để hỗ trợ thực hiện, mà những hộ dân trên địa bàn cũng đã bắt đầu làm theo. Chị Đoàn Thị Đỡ ở ấp Bình Lợi, xã Châu Bình cho biết, từ khi chi hội phụ nữ ấp được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chọn làm điểm xử lý phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời với xây lò đốt rác tại hộ gia đình, không chỉ có gia đình chị có nhà sạch vườn đẹp mà cả ấp Bình Lợi đều như vậy. Rác hữu cơ, chị Đỡ đào rãnh giữa bờ vườn đổ ra đó và chôn lấp lại. Đa phần vườn dừa trong ấp đều trồng theo mô hình dừa hữu cơ, nên việc tận dụng rác thải nhà bếp làm phân bón cho vườn dừa càng có lợi vì giảm được chi phí phân bón, vừa tuân thủ quy trình trồng theo cam kết với đơn vị thu mua. Thức mới đầu mình đi tuyên truyền vận động thì rất là khó khăn. Chị em người ta cũng chưa có nhận thức được, thì sau này mình tuyên truyền vận động từ từ thì chị em hội viên phụ nữ cũng có đồng tình và hưởng ứng theo. Đưa chúng tôi đi thăm lò đốt rác của gia đình, chị Nguyễn Thị Hồng Dân cho biết, cùng với nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã, gia đình chị cũng hưởng ứng thực hiện cuộc vận động 503 sạch. Nhiều năm nay, chị áp dụng phân loại rác thải tại hộ gia đình. Cũng giống như nhiều hộ dân lân cận, chị tận dụng rác thải nhà bếp làm phân bón cho vườn dừa. Rác thải có thể tái chế thì thu gom bán phế liệu. Với túi ni lông, chị cũng gom lại đốt, nhưng theo chị rất hôi và dơ nhất là khi vào mùa mưa. Vì vậy, dù không được chọn thí điểm xây dựng lò đốt rác tại hộ gia đình, nhưng thấy mô hình hay nên chị học và làm theo. Đặc biệt, để rác cháy nhanh không bốc mùi, chị Hồng Dân còn làm trụ để phơi khô túi. Vì vậy, thời gian đốt rác chỉ một vài phút. Chị em hội viên phụ nữ cũng thống nhất với nhau giờ đốt rác sao cho ít ảnh hưởng đến mọi người. Sạch đẹp cái thứ nhất, cái thứ hai là không ô nhiễm môi trường. Đâu ai người ta cũng gom đấy, người ta dọn dẹp sạch sẽ lắm, không có bừa bãi tùm lum tà la, tại người ta phân loại ra hết rồi. Cái hố mà đốt rác của hộ gia đình thì mình thấy rất là hiệu quả, từ đó cái rác thải của mình là không có dung giải ra tràn lan rồi gây cái ô nhiễm môi trường. Từ đó thì mình cũng nhân rộng ra các ấp còn lại, thì hiện nay thì 8 trên 8 ấp đã có cái mô hình. Rác thải hiện nay luôn là vấn đề nóng, gây bức xúc ở nhiều địa phương. Bằng trách nhiệm và cách làm sáng tạo của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm đang từng bước giúp hội viên phụ nữ nói riêng và người dân tại địa phương nói chung thay đổi tư duy về lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn để vừa tận dụng tái chế tối đa nguồn tài nguyên rác thải, vừa giảm lượng rác thải phải xử lý ở mức tối thiểu.